Five Fruit Mart, một siêu thị thực phẩm xanh sạch nằm trên đường Hàm Nghi, thành phố Đà Nẵng, nơi mà khách đến mua hàng có thể được tặng miễn phí nếu họ không có đủ tiền. Đặc biệt hơn, lợi nhuận từ siêu thị được sử dụng hoàn toàn để làm từ thiện. Cái lần mình thấy con mình ốm rồi, cảm nhận các cháu bị bệnh xung quanh ấy, là chị muốn làm tất cả mọi việc để giúp đỡ các cháu. Rồi có những gia đình thì có điều kiện thì không nói, nhưng có những gia đình không có điều kiện tồi lắm. Các cháu điều kiện chăm sóc không có nên cứ vật vơ, rất là tồi, làm khổ cả mẹ rồi làm khổ cả gia đình đó. Nó rất là tồi, nên khi mình thấy như vậy thì mình nghĩ là mình sẽ làm, mình còn may mắn hơn được rất là nhiều người. Hồi trước thì đi làm chỉ lấy đồng lương của mình hàng tháng đi dần đấy. Xong mình nghĩ ra là nếu mà từ cái đồng lương của mình á, thì nó sẽ khó duy trì ổn định được cái ước nguyện của mình. Thì mình mới nghĩ ra là mình mở một cái siêu thị như này. Và từ cái chất lượng, từ phát sinh từ cái lúc con mình bị bệnh, cái chất lượng sản phẩm, và mình quyết phải đi lựa những cái mặt hàng là phải đảm bảo tiêu chuẩn. Mình phải đi tận nơi, từ tận Hàn, từ Nhật và Đức, Thái Lan, đi tận nơi để chọn những cái sản phẩm như vậy. Lấy cái lợi nhuận này, thì các bạn là cứ xoay vòng, lấy từ cái lợi nhuận này rồi tích ra hàng lợi nhuận của hàng tháng, mình đi giúp đỡ cho các em bị bệnh nhi. Vì chỉ cần những cái đó thôi là tạo ra được động lực cho bố mẹ, với đi một chút chi đó là có tạo động lực cho người ta, rồi giảm bớt đi một chút phiền muộn. Đó là động viên, nên đó là cái ý nghĩa của mình. Mang thực phẩm sạch đến với người tiêu dùng, lợi nhuận được sử dụng để hỗ trợ trẻ em nghèo và bệnh nhi. Nhiều năm nay, chị Hà vẫn kiên trì với dự án của mình. Do đó, hàng trăm bệnh nhi được an ủi, nhiều gia đình khó khăn có thêm tiền để chữa bệnh cho con. Những bệnh nhân nhi ở đây mà nằm điều trị thì gia đình là phải mất một người để chăm sóc, mất một lao động trong nhà. Thành ra thì thực sự điều trị quá trình cũng lâu dài, thì nguồn kinh phí của gia đình cũng hạn hẹp. Cơ duyên thì gặp ngay chị Hà, thì chị cũng hỗ trợ cho khoa những trường hợp đặc biệt, là chị có thể hỗ trợ lên 1 triệu, 2 triệu, thậm chí đến 5 triệu đồng. Thì bên mình cần, alo, chị Hà ơi, em có trường hợp rất khó khăn, nhờ chị giúp đỡ, là chị lập tức là hỗ trợ ngay. Đây là việc làm rất là đáng trân trọng. Lúc thì tiền hỗ trợ viện phí, lúc lại mang quà bánh động viên. Cứ như thế, mỗi tháng từ 1 đến 2 lần, chị Hà sẽ tổ chức những chuyến đi như thế này. Điểm đến của chị thường là Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Từ cái cảm giác mình thương con mình như thế nào thì mình thương tất cả các bệnh nhi như vậy. Và mình quyết tâm là làm như thế nào mình cũng phải có để giúp. Hôm nay, chị Hà đến thăm gia đình bà Lê Thị Đắc ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 30 năm nay, một mình bà Đắc nuôi người con trai bị bại liệt bẩm sinh. May mắn, con trai bà là một trong 4 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt được chị Hà nhận hỗ trợ nuôi trọn đời. Cô Hòa thì cô biết cô uống lại đi vay, rồi cô biết. Cô biết, rồi cô giúp đỡ, cô bò bốn nam gì đâu. Cô giúp, cô cho quà, rồi cô giúp tiền, rồi cô lên cô tham. Cách nhất cô cũng tới, ngày lễ cô cũng đây này cô cho nữa. Tôi cũng có gì, rồi quà rồi luôn, cũng có đồng rồi, tôi cũng chẳng có lương gì hết, nó có nhiều nước cho được rồi. Khóng được, hỗ trợ được, qua tham. Cho tổng nhờ cô Hòa nữa. Với lại lương của nó là tự chấm cái đồ cho nó dùng, nó bó bi cho nó thành. Cam sự là nhờ cô Hòa thì nó giờ nhờ các cổ giúp được bác nam mà tôi mừng ghê lắm. Mà không biết thứ đó hay giờ cổ ơn cổ thân thì giờ cổ giúp được nhà nùa hà, thấp nam nùa hà năm nay cũng mừng cho cổ. Để đồng hành cùng với chị Hà,
trên hành trình mang hy vọng đến cho những bệnh nhi và những người có hoàn cảnh khó khăn. Ekip chương trình Người Tử Tế đã dành tặng chị một món quà. Tấm lòng, sự sẻ chia của chị Hà không những mang đến hy vọng cho những em nhỏ không may bị mắc bệnh, mà còn góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp và sự tử tế.